Xin chào quý vị và các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay Thế Giới KH xin hướng dẫn đến tất cả quý vị với một cái dòng sản phẩm đầu karaoke. Khi mới mua về, mình cần làm thao tác gì và như thế nào để sử dụng nó? Đầu tiên, xin mời mọi người nhìn. Đây là hai dòng sản phẩm đầu karaoke mà mình mới bỏ ra, là dòng đầu Agnos với model là SK9018 Plus 4K HDD Karaoke Ultra đó. Thì đầu tiên mình đã mang về rồi, thùng thì đây, thùng mình mới khui xong, mọi người nhìn này đó, đây sắp sửa giao cho khách 5-6 cái nữa là bên phòng karaoke đã đặt hàng. Thì giờ mình khui hai cái trước để làm cái video này để mọi người biết khi mới mua đồ về cần làm thao tác gì và như thế nào. Thì đầu tiên mình khui máy ra đúng không, thì máy để đây, dây nguồn AC đây. Thì thường đầu máy mới mua về thì sẽ kèm theo phụ kiện, mình có một kiện ra phụ kiện gồm những cái gì, gồm cái phiếu bảo hành nhà sản xuất, đằng sau có cái remote control tặng kèm theo dây HDMI, dây audio audio và trong này thêm một cái tình báo chi tiết này, cái dòng ten, cái này tại vì cái đầu phát ra wifi đó, thì mình cắm vô nó sẽ phát ra wifi để mình sử dụng thao tác. Đây máy lại đây, dây audio RCA đó, đó mai vậy thôi, cái remote nữa đó, phụ kiện kèm theo chỉ vậy thôi, không gì hết. Được chưa? Tiếp đến đầu tiên là mình sẽ cắm dây vào nguồn điện, nguồn điện trước mình cứ ghim hết đi ra. Thì đầu này muốn hát karaoke được thì nó phải thêm cái ổ cứng đấy, mà ổ cứng gắn đâu là này đây. Mình đã chuẩn bị sẵn hai cái ổ cứng, hai ổ cứng 3T. Đây là khách yêu cầu thì xài ổ cứng với dung lượng là 3T nha. Thì đây cái chỗ gắn cái ổ cứng mình cần cái tay mình thôi, lấy ra là kéo ra, mình sẽ rút ổ cứng vào đây, cần để vô, đơn giản không mọi người đó, ấn vô tạch xong. Tiếp cái thứ hai cũng làm như vậy. Thì cái ổ cứng này ấy, khi vô máy mà máy theo máy thì ổ cứng đã được chép full nhạc với số vôn mới nhất cho là model này. Đó, đầu mình sẽ mở máy lên. À khoan, từ từ, cắm dưới đây mai. Đấy, quay đằng sau đây. Đằng sau nó có rắc đầu tiên là này. Đầu tiên mình có cái rắc thấy rõ không? Đây, cho quay dưới. Đây là cái quạt thông gió này. Quạt đó, thì đây tiếp theo là cái thành cửa cổng AV cho video. Tiếp theo là hai jack audio. Đó, cái này là cái chống điểm không nói rồi. Để HDMI. Và tiếp theo là cổng internet, cổng mạng nữa mọi người. Về hai cái chấu USB để mình cắm chuột thao tác setting tại đây. Và bây giờ mình sẽ cắm lên hình ảnh TV. Xem chưa? Chuột nguồn điện. Rồi tiếp theo thì đâu nhỉ? Vì cái này là cái máy này nó phát ra cái wifi nên mình sẽ ghim cái dây anten, cái cổ anten vô đây đó. Khi ghim xong rồi mình nó sẽ tự phát ra wifi. Rồi tiếp tục cái này cũng hay này, thêm cái này nữa. Cái đầu này là đầu online nên hát online YouTube và xem phim 4K trực tiếp, nên hãy cắm cổng dây mạng vào đây. Rồi khi nhà bạn có cổng dây mạng gắn đây. Rồi tiếp theo mình vừa cắm hết những cái dây HDMI này, cổng mạng này và dây anten này, tiếp tục mình sẽ cắm tới cái jack audio để phát ra âm thanh. Mình thử âm thanh. Đó. Rồi xong, đó các bước như này thôi. Muốn setup một cái đầu karaoke này thì phải có những cái gì? Mình sẽ có cái này. Mình sẽ có cái con chuột, đó, con chuột máy tính đây. Mình sẽ kim vô cái cổng cổng USB đây, trước sau đều trên đều được, đằng sau có hai cổng mình gắn cái nào cũng được đó. Thì cái máy này thì setup nó có cả cái remote đây, remote này mình cũng setup được nhưng mà thao tác của giám làm rất là lâu và nhiều người và nhiều bạn mà làm không được nó phiền. Bây giờ con chuột sẽ là cái phương thức là setup nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đầu tiên thì chúng ta nhìn trên TV, đây chuột đã có này, đó đây là
bây giờ mình muốn cài cái tên wifi này hay mật khẩu này cho riêng cái đầu, thì mình sẽ thao tác rất là đơn giản là tích vào cái góc bên phải. Mọi người nhìn dễ không? Góc bên phải TV nhá, bên phải TV này nó có cái bánh xe này, nó nhấp vào đây, nhấp một cái. Đó, đầu tiên là mình sẽ cài đặt mấy cái chức năng thông thường trước theo như mình đã đang làm. Đó, đầu tiên mình sẽ cái nhạc piano này, tại vì khi nó phát cái nhạc với âm lượng nó volume rất là lớn, thế nên là nhiều người họ không hài lòng hoặc nó đau đầu quá, thì bây giờ mình giảm xuống đi. Theo mình nghĩ là nên giảm số 1 hoặc bấm số 0 cũng được, tùy theo với bạn nhé. Đó, ví dụ này hoặc là số 0 thì nó riu nhẹ nhẹ này ạ. Còn bao nhiêu phút phát nhạc hay không tùy mình. Mình thì để số 2 hoặc là tắt luôn đi cũng được, không sao cả. Đó, tùy theo mỗi người thôi. Thông tin kết nối thì lên mình nên cho nó hiện ra, bởi vì sao? Thường ấy thì mấy cái chức là mấy cái lỗi như là, để mình bấm này cho dễ nhìn đã. Rồi, đây thường thường là mình nhìn góc bên trái mình có cái mã code này. Cái mã mà mã vạch là mình đặt đó, hoặc là cái IP trên dưới và cái tên của cái wifi phát ra. Đó, thì mình bấm luôn hiển thị cái thông tin lên để mình biết rằng là nó có mạng hay không, hoặc là có wifi phát ra hay không. Thì tiếp tục phần đây, mình vào góc bên phải tiếp. Vào cái đặt nâng cao. Đó, bấm 5168 vào phần wifi chẳng hạn, hoặc là hotspot tùy theo. Đây là bước đầu tiên mình máy mới về thì mình nên cài những cái này để theo ý muốn của mình. Đó, rồi mình tắt hai chức năng này đi để cho đỡ bị dườm ra. Và tiếp tục mình vào phần thêm thì sóng di động. Đây, trong này thì hiện tại cái đầu karaoke đang phát ra cái wifi với cái tên là Agnot 670 và mật khẩu là 123456789. Cái này ấy, là cái đầu mới mua về nhà sản xuất đã cài mặc định với cái tên như vậy, mà cái mật khẩu y chang như vậy, từ 1 đến 9 tất cả cái đầu mới mua về đều như vậy hết. Nên mọi người nhiều khi mà người mua về mọi người vào wifi mở lên mà không biết mật khẩu là bao nhiêu, nên bây giờ mình nói luôn cho quý vị và các bạn vào mọi người rằng là mật khẩu từ 1 đến 9 nhé. Đó là như vậy. Rồi, ví dụ trong nhà mình nếu đặt tên gì thì tùy mình, chẳng hạn ví dụ ha, hoặc phòng hát thì họ sẽ đọc số phòng như là phòng VIP 1, VIP 2, VIP 3 hoặc phòng 1, phòng 2 gì đấy, vân vân. Thì mật khẩu cũng vậy, họ sẽ đặt theo cái ý của phòng hát hoặc ý của mình. Đó, thì hiện tại mình vẫn để theo cái nhà sản xuất như thế này, thì để cho cái người mà nhận được máy họ sẽ biết được như này, còn về họ sẽ tự động họ sẽ đổi lại. À, mọi người lưu ý nhé, bấm lưu thôi. Khi mà mình đổi tên wifi hoặc đổi mật khẩu wifi xong, mình bấm lưu và chờ cho cái cột điểm phát sóng nó phát xong, nó hiện là đã phát sóng di động Agnot này đó là xong, và bật on lên. Mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy là on này, đó là được. Trở về mình bấm chuột phải nhá. Đây, chuột trái, chuột phải, bấm chuột phải để trở về. Đó, thao tác trở về rất đơn giản. Rồi xong. Hết rồi. Tiếp tục đến cái phần chọn bài hát. Phần chọn bài hát thì đây. Thì quý vị có smartphone hoặc iPad hay điện thoại thì bất kỳ cũng vào phần wifi. Thì vừa lấy mọi người đã để ý đó, cái Agnot là 670 nó phát ra wifi này. Mình tích vô. Mật khẩu từ 1 đến 9. Đó, bấm kết nối. Xong. Khi máy báo kết nối xong thì mình đã, đó, là xong rồi này, mình trở về. Mình mở cái chức năng karaoke, app karaoke của Agnot Sun Ka Media lên. Karaoke Connect đó. Đó. Tự động máy sẽ kết nối, vì máy mình đã kết nối nhiều thiết bị karaoke rồi nên vô là nhấp cái vô liền, không cần phải thao tác kết nối. Còn mọi người máy mới thì sao? Mọi người thì mọi người nhấp vào đây thì bấm vào dò tìm đầu máy này. Đó, thì nó sẽ dò tìm cái tên của cái đầu máy. Đó là Agnot 670 vừa nãy mà mình đã cài đó. Bấm kết nối vô là xong. Còn đây mình đã kết nối sẵn rồi, tại vì máy mình đã kết nối từ xưa rồi. Đó, xong rồi. Mình chọn hát bình thường. Tiếp tục, đấy, có một số cái hàng hỏi này. Tại sao xài ổ cứng? Tại sao bài hát chấp đủ mà cái số lượng bài hát chỉ có 11.692 bài hát là sao? Thì xin thưa rằng đây là những cái bài nhạc MIDI hay là nhạc MP3 MIDI đó mà nhà sản xuất họ đã làm sẵn và trong này rồi, được phép lưu hành thông tin trên toàn quốc. Đó, thì bây giờ mình muốn mở thêm cái nhạc KTV, MTV, ca sĩ để sao? Mình chỉ cần nhấp vào đây, cả từ bên trái bên phải của chức năng đó, và nhấp vào cái phần cài đặt đầu karaoke. Ở trên đây mình sẽ đánh mật khẩu là 5168.
có hiển thị thông tin là tải nhạc từ internet. Mọi người nhớ kỹ cái này nhá, chỉ cần nhấp vô thôi nó sẽ báo, nó báo từ đà từ đấy để mà đọc. Nhưng mà thực sự nó báo là bạn có muốn tải này về không thì bấm có là được, bấm có là mặc định đó. Người số lượng bài hát sẽ khác nhau này ha, 59.489 bài hát khác nhau hoàn toàn chưa. Nhập về bài hát sau có liền, mình sẽ mở bài hát để cho mọi người nghe thử âm thanh nhé. Rồi, bài hát. Bài hát này là bài hát trực tiếp trong cái ổ cứng nhá. Trong cái ổ cứng ấy, là nhạc MV này có thể ca sĩ hát được và mình hát karaoke. Thì hiện tại nó đang mở chức năng ca sĩ hát. Đó, mọi người thấy không? Để nhỏ lại nhá, đó. Mình cần tích vào đây tắt ca sĩ là mình sẽ hát ở karaoke. Đây, thì nó nhỏ đây, đó. Vâng, tiếp tục theo. Bây giờ mình bấm qua bài này. Tại vì bài này trong ổ cứng mình bấm qua bài. Mình sẽ chọn một chức năng hát online YouTube trực tiếp ở trên mạng. Đó, đây. Có cái tab YouTube này. Đó, mình chỉ cần nhấp vào đó và mình chọn bài hát bất kỳ. Ví dụ đi ha. À, bài cái nhùng file ha. Mình sẽ chọn bài ha. Rồi, khi mình bấm chọn ra thì mặc định trên này sẽ hiện ra là những bài hát mình đã chọn này. Đây là nhạc online, đầu karaoke online nên hát được online trực tiếp luôn. Đó, mình chọn bài cái nhồng file chẳng hạn, nhấp vô. Đó, ví dụ ha. Không dễ thôi mà, thao tác chọn online thì cực kỳ là dễ. Trên cái đầu karaoke này nó tổng hợp hai loại nhạc, vừa KTV trong ổ cứng này, vừa cả MIDI nữa là hai, và online YouTube là ba loại nhạc có thể chọn và trộn lẫn trực tiếp vào trong cái điện thoại trên smartphone mình xài. Đó, bây giờ mình vừa chọn hai bài hát online này, hát trong ổ cứng, hát bình thường đều chọn chung được hết, muốn qua bài đều được. Đó, mình có thể coi. Đây là mình giới thiệu là cái đầu không thôi, là đầu là karaoke. Thường thì mình bán sản phẩm âm thanh dàn thanh ấy, thì khách tùy theo nhu cầu, ví dụ khách có âm dàn thanh sẵn, có loa sẵn này, âm ly sẵn, hoặc là men, mixer, sub gì đấy thì chỉ mua đầu không về hát thôi. Còn nếu mà nhu cầu khách hàng muốn chọn gói cả dàn âm thanh, vừa loa, vừa sub, vừa men, rồi micro, rồi đầu, thì mình đều bán cả một giá âm thanh như vậy hết. Đó, thôi thì mình đầu tiên hôm nay mình làm video là giới thiệu cái đầu và chức năng của đầu đang hiện có. Lần sau mình sẽ giới thiệu chi tiết về giá âm thanh trọn vẹn hết tất cả từ A đến Z cho mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người.